Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em đọc và phân tích cái sơ đồ mạch điện của hệ thống đèn pha cốt, hay còn gọi là cái đèn đầu của xe i10 đời 2020, phiên bản mà có hộp BCM, hộp body control module, gọi là hộp BCM. Và trước khi đi vào phân tích thì mình đi qua về cái phần gọi là tìm hiểu chi tiết mạch điện, gồm có những cái thiết bị như sau. Đây là hộp cầu chì ngoài đầu xe, hộp đi đầu của xe. Trong hộp cầu chì này gồm có các cầu chì đèn cốt, cầu chì đèn pha, và có con dơ le đèn pha, con dơ le đèn cốt, và các cầu chì của từng bên đèn cốt một, từng bên trái bên phải. Và đây là cầu chì trong xe, cầu chì trong xe, junction block này. Còn đây là PCB block. Còn đây là đèn pha cốt, hay gọi là đèn đầu của bên phụ. Đây là đèn pha cốt bên lái. Lao này là đèn cốt và hai là đèn pha. Bên này cũng vậy, lao đèn cốt, hai pha. Đấy. Còn đây là hộp BCM. Đây là hộp BCM, mạch hai này là bên là hộp BCM. Đây là hộp cầu chì trong xe IP junction block. Còn instrument cluster này là đồng hồ hiển thị đồng hồ tốc độ. Trên cái hộp cầu chì trong xe này có một cái đồng có một cái cầu chì cluster, cầu chì nuôi nguồn cho đồng hồ hot in on off hoặc start. Có nghĩa là cái cầu chì này nó có điện cấp cho cái cầu chì này khi nào mà chúng ta bật khóa điện lên on hoặc là khởi động thì là cầu chì này có điện. Còn đây là công tắc chính, hay còn gọi là công tắc pha cốt, hay còn gọi là công tắc đa chức năng, multi function switch này. Còn đây là điểm nối mát cho công tắc. Còn đây là phần dưới này là cái zone connector, cái này là cái rắc kết nối của mặt ken, mặt bi ken, rắc kết nối. Bắt đầu đi vào phân tích thì chúng ta lại tìm hiểu về cái nguồn cung cấp cho cái mạch này. Nguồn cung cấp này gồm hai nguồn, một nguồn là hot at on time và một nguồn là hot in on và hot in or on or start. Có nghĩa là cái nguồn này là điện luôn luôn có, và nguồn này thì bật khóa điện mới có. Đấy, bật khóa điện có, đề là mất. Đấy, nhưng mà cái nguồn có nguồn nữa đây là cái nguồn này gọi là bật khóa điện và đề đều có. Đấy, cung cấp cho được đầu chì cluster này. Với nguyên lý hoạt động nó sẽ đi như sau. Bình thường là điện dương, dương sẽ đi qua cầu chì và chờ sẵn là tiếp điểm dơ le, điện dương trực tiếp này qua cầu chì, qua cầu chì cốt thì qua cầu chì pha cũng chờ tiếp sẵn là tiếp điểm dơ le. Đấy, khi mà bật khóa điện lên, bên này có nguồn điện đi qua cầu chì module 10A này nằm trong hộp cầu chì trong xe, sẽ đi xuống xuống đây thì nó lại theo phụ thuộc theo hai loại động cơ, một là loại động cơ G3LA, G4LA thì nó đi theo cái dây nâu sọc trắng này, brown white đấy. Còn nếu một loại động cơ D3FB thì nó đi theo cái dây pink sọc đen này, hồng sọc đen này đấy. Ở thị trường Việt Nam là chủ yếu là cái G3LA và G4LA này, hai cái loại động cơ này đấy, thì nó đi theo dương lúc nào nó cũng đi xuống đây qua đây và lên đây, lên cái cầu chì này và nuôi hai cuộn dây, nuôi hai cuộn dây của con dơ le pha và con dơ le cốt. Đấy, đi qua hai cuộn dây rồi về chân A và chân B, rồi về chân A và chân B, xong đó là sang chờ sẵn ở chân chân A thì vào chân hết lam lao gì đây này, đây còn B là hết lam hai gì đây, chờ sẵn ở đây. Điện dương qua con dây chung dơ le chờ sẵn ở đây. Đấy, khi chúng ta bật khóa điện
là còn khi chúng ta bắt đầu bật công tắc, thì sẽ nối mát, nó sẽ đi từ thân xe, mở mát này, nó lúc nào nó cũng sẽ nối mát cho cái chân khi chúng ta bật xe nước hết này. Mát nó cũng lúc nào nó cũng ở vị trí công tắc này, thì bật lên nó sẽ nối mát cho cái chân hết này. Mát nó sẽ đi đến cái chân hết lam suýt của hộp BCM. Nếu mà cái công tắc pha cốt này, cái công câu cái công vị trí, vị trí bên này mà thường là chúng ta hay gạt xuống thì là pha, mà để ở trên thì nó là cốt ấy. Mà nháy pass thì nó sẽ là nháy pha ấy. Thì cái công tắc này nó luôn luôn ở một trong hai vị trí. Khi mà chúng ta không làm gì để sờ đến nó thì nó luôn luôn ở một trong hai vị trí, một là lao, hai là hai. Khi chúng ta gạt xuống thì là hai, mà chúng ta để bình thường thì nó là lao. Nếu mà để khi để chế độ bình thường như này thì nó là lao, mà lao thì vị trí này sẽ không có mát, mát sẽ không truyền được đến vị trí hết lam hai suýt này, mà chỉ có ở hết lam suýt này thôi. Thì lúc này thì hộp BCM nó đang hiểu là tài xế đang bật đèn cốt, và lúc đấy nó sẽ đóng mát, cho cái chân hết lam lao gì đây này, thì tạo thành một dòng thành 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 dòng điện kín. Lúc này tạo thành dòng điện kín, nó sẽ sinh từ ở cái con dơ le lao gì gì đây này, nó đóng tiếp điểm, và dòng điện nó sẽ đi qua cầu chì 20A, cầu chì cốt này, rồi đi chia nhánh sang bên lái và bên phải hai bên hai cầu chì 10A này, rồi vào đèn lao, qua đèn lao về mát, đèn lao sáng, đèn cốt sáng. Đấy, đèn cốt sáng. Còn nếu mà khi mà ở vị trí hết lam suýt này vẫn đang bật mà chúng ta gạt xuống, thì lúc này mát sẽ được nối qua công tắc đến chân hết lam hai suýt này, thì lúc này hộp BCM nó lại hiểu là lái xe, tài xế đang bật chế độ pha, bật chế độ hai đèn hai, thì nó sẽ ngắt cái công cái chân lao gì đây này, mà nó sẽ bật mát, nó sẽ đóng mát cho cái chân hết lam hai gì đây này. Đấy, dòng điện nó sẽ đi qua con dơ le hai, này về B và về mát, tạo thành dòng kín, nó sinh ra lực từ trường ở cái con dơ le này, nó đóng cho cái tiếp điểm dơ le hai lây gì đây, và dòng điện đi qua cầu chì 15A, cầu chì đèn pha xuống dưới, qua tiếp điểm và về bóng đèn đèn hai, rồi về mát cả bên trái lẫn bên phải, về mát và đèn sáng. Đồng thời khi mà nó nhận được tín hiệu bật đèn pha, nó đồng thời nó sẽ gửi tín hiệu qua mạng ken lên đồng hồ cluster và bật sáng cái đèn hai pin này. Đấy, cảm ơn anh em đã theo dõi.